chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều tình huống, từ những bàn thắng đẹp gắt ngay đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có những video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe channel của chúng mình. Xin chào! Chào mừng các bạn đến với Q&A số thứ 2. Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn về đời sống bóng đá quốc tế. Đã có rất nhiều câu hỏi thú vị được đặt ra cho Kin. Và sau đây là những câu hỏi hay nhất mà chúng tôi đã chọn ra để trả lời. Real Madrid đội hình như thế nào mới vô địch C1? Sau chiến tích vô địch UEFA Champions League 3 lần liên tiếp, Real Madrid đang có 2 năm tồi tệ tại đấu trường số 1 châu Âu khi đều không thể vượt qua vòng 16 đội. Chu kỳ thành công của Los Blancos đang đi đến giai đoạn thoái trào và nguyên nhân trực tiếp có thể đến từ việc suy giảm sức mạnh đội hình. Florentino Perez sẽ cần phải quyết tâm nâng cấp đội hình nếu muốn tiếp tục đứng trên đỉnh châu Âu. Trước hết, kiên trắng cần nâng cấp hỏa lực của mình. Sau sự ra đi của Ronaldo, Real thực sự cần một chân sút đẳng cấp để chia lửa với Benzema. Những cái tên như Harry Kane, Neymar hay Kylian Mbappe là mục tiêu cần nhắm đến. Ngoài ra, những sao mai như Rodrigo hay Vinicius thi đấu tốt thì đó cũng là sự bổ sung chất lượng cho đội hình. Ở tuyến dưới, sau khi gọi trở lại Martin Odegaard, Zidane đang sở hữu một hàng tiền vệ chất lượng với sự kết hợp của sức trẻ và kinh nghiệm. Mặt khác, hàng phòng ngự lại là vấn đề đáng lo ngại. Varane vẫn chưa thực sự thay thế được Sergio Ramos, trong khi Eder Militao thi đấu không ổn định. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn đang cần một trung vệ thực sự đẳng cấp để hoàn tất đội hình của mình. Nếu MU có Jadon Sancho sẽ mạnh cỡ nào? Manchester United đang rất cố gắng chiêu mộ được Jadon Sancho để nâng cấp đội hình, và đây cũng là thương vụ tốn nhiều giấy mực nhất trong phiên chợ hè năm nay. Sancho sở hữu mọi yếu tố mà một cầu thủ chạy cánh toàn diện cần có, từ tư duy chơi bóng, rê dắt, kiến tạo cho đến ghi bàn. Cầu thủ người Anh chính là mẫu cầu thủ tạo ra được sự khác biệt trên sân và là điều mà Quỷ Đỏ đang rất cần vào lúc này. Xét về mặt thông số, Jadon cũng hoàn toàn vượt trội so với các cầu thủ của Solskjaer khi thực hiện 2,1 đường truyền tạo cơ hội, 2,5 pha rê bóng thành công cùng 1,8 cú dứt điểm mỗi trận. Có được tiền đạo trẻ người Anh, đội chủ sân Old Trafford sẽ sở hữu tam tấu đáng sợ trên hàng công cùng với Rashford và Martial. Mùa giải trước, Sancho đã ghi đến 20 bàn và 20 kiến tạo sau 44 lần ra sân cho Dortmund. Chính phong độ chói sáng của Sancho khiến cho MU càng quyết tâm chiêu mộ ngôi sao xuất thân từ chính lò đào tạo trẻ của chính đại kình địch Man City. Manchester United sẽ không lập tức trở thành nhà vô địch chỉ với Sancho, nhưng việc sở hữu ngôi sao này sẽ giúp họ tiến gần hơn đến đẳng cấp đó. Và đây là canh bạc để Quỷ Đỏ đặt cược với tham vọng trở lại vị thế vốn có của mình. De Gea có còn thể hiện phong độ tốt trong năm 2020 hay không? Những màn trình diễn của De Gea trong mùa giải vừa rồi rõ ràng là không được như kỳ vọng. Thủ thành mang áo số 1 mắc tổng cộng 6 lỗi dẫn đến bàn thua và là một phần nguyên nhân khiến MU là đội thủng lưới nhiều nhất trong top 7. Trong trận thảm bại 1-6 trước Tottenham gần đây, dù không trực tiếp mắc lỗi nhưng không thể nói De Gea đã chơi tốt. Phong độ không tốt cùng với sự yếu kém của hàng thủ đang khiến cho MU có khởi đầu tệ hại tại Premier League năm nay. Mặt khác, thủ thành dự bị Dean Henderson lại đang thể hiện khá tốt trong hai lần được bắt chính tại Carabao Cup. Mọi sức ép đang dồn lên vai của De Gea, đẳng cấp và kinh nghiệm của anh là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng nếu muốn khẳng định được vị trí của mình tại Old Trafford, thủ thành người Tây Ban Nha sẽ cần phải nỗ lực tập luyện để cải thiện phong độ và cho thấy được những màn trình diễn thuyết phục hơn. Nếu không, rất có thể vị trí của anh hoàn toàn có thể bị thay thế bởi Henderson. Nhận định trận siêu kinh điển sắp tới giữa Messi và Ronaldo. Những lá thăm may rủi đã giúp cả thế giới thêm một cơ hội được chứng kiến cuộc so tài giữa hai vĩ nhân Messi và Ronaldo. Đó thực sự là cuộc đối đầu vô cùng đặc biệt khi đây là lần đầu tiên họ gặp nhau ở vòng bảng Champions League và rất có thể đây cũng là lần cuối cùng M10 và CR7 chạm trán nhau. Dù đều đang bước sang phía bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng Messi và Ronaldo vẫn khiến cả thế giới phải chú ý đến mình. Về mặt cá nhân, Messi và Ronaldo đều là vua phá lưới của giải quốc nội và hứa hẹn sẽ tiếp tục thi đấu đúng với đẳng cấp vốn có của mình ở cặp đấu này. Dù đều đã bước qua tuổi băm, nhưng hai cầu thủ này luôn sẵn sàng tỏa sáng mỗi khi đội bóng cần.
Cuộc đối đầu này nhiều khả năng cũng sẽ quyết định luôn ngôi nhất và nhì bảng G, khi hai cái tên còn lại gần như không đủ sức để làm nên điều gì bất ngờ. Khó có thể nhận định được Juventus hay Barcelona mạnh hơn ở cuộc đối đầu này. Cả hai đội bóng đều đã có tân thuyền trưởng sau một mùa giải đầy bất ổn và thất bại toàn tập tại cúp châu Âu. Nhưng Juventus có lẽ sẽ có lợi thế hơn đôi chút khi chất lượng đội hình có vẻ nhỉnh hơn với sự bổ sung của các tân binh chất lượng. Barca sâu lùm xùm về hợp đồng của Messi và sự ra đi của hàng loạt công thần sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để ổn định lại đội bóng. Tương lai của Bale ở Tottenham sẽ như thế nào? Gareth Bale đã chính thức quay trở lại Tottenham với một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Những định kiến cho rằng Bale đã hết thời hay nghi ngờ về phẩm chất của anh có lẽ đều là sai lầm. Dù những năm tháng đỉnh cao nhất của tiền đạo này đã ở lại Bernabeu và bị đày ải suốt 2 năm trời, nhưng Bale hoàn toàn có thể mang lại những giá trị tích cực cho Spurs. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng với đẳng cấp vốn có của Bale sẽ giúp ích rất nhiều cho hàng công của gà trống. Người hâm mộ của Tottenham đang rất mong chờ sự kết hợp trên hàng công giữa Bale, Harry Kane và Son Heung-min. Dù chưa thể khẳng định liệu Bale có thể hồi xuân tại đội bóng cũ hay không, nhưng việc được quay trở lại mái nhà xưa và thi đấu dưới sự chỉ đạo của người đặc biệt Mourinho thì không có điều gì là không thể xảy ra. Đó là toàn bộ câu hỏi của số phát sóng Q&A hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi cho Kane. Chúng tôi mong sẽ nhận được nhiều câu hỏi hay hơn nữa từ các bạn. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like, share và subscribe cho Kane. Ngoài ra hãy đặt câu hỏi và thảo luận với nhau ở bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.